Trong khuôn khổ cả hoạt động của Ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng về Sports Festival 2024, giải bóng rổ MAX3 cả câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng năm 2024 đã thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ yêu thích thể thao. Với mục tiêu phát triển, tạo sân chơi cho các bạn trẻ cọ sát, giải đấu là nơi kết nối mọi người cùng tham gia với một tinh thần thể thao vui vẻ, nhiệt huyết. Giải bóng rổ MAX3 cả câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng năm 2024 đã để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm dành cho các bạn trẻ đam mê bóng rổ ở Huế và các tỉnh thành khác. Những pha bóng đẹp mắt, những màn tranh tài tỷ số đầy gay cấn, âm nhạc mạnh mẽ lôi cuốn. Đó là những gì mà mọi người có thể cảm nhận được tại giải bóng rổ 3x3 cổ đô Huế. Bia Quốc Học là nơi diễn ra giải bóng rổ 3x3 cổ đô Huế, Ngày hội thể thao sức khỏe cộng đồng Huế Sport Festival 2024. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế kết hợp với câu lạc bộ Nice Basketball tổ chức, quy tụ hơn 200 vận động viên, gồm 40 đội bóng thuộc cả câu lạc bộ bóng rổ đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tuy đã có mặt ở Việt Nam từ khá lâu, nhưng vài năm gần đây, môn bóng rổ 3x3 mới thực sự thu hút học sinh, sinh viên và các bạn trẻ tập luyện thi đấu. Khác với bóng rổ truyền thống, bóng rổ 3x3 chỉ diễn ra trên nửa phần sân, với tối đa 6 người cùng thi đấu. Bóng thi đấu cũng được thiết kế riêng biệt cho nội dung 3x3 với kích thước nhỏ hơn thông thường. Mỗi trận đấu có tổng cộng 10 phút và không tính thời gian bóng chết. Một lượt bóng tấn công giới hạn thời gian là 12 giây. Đội bóng nào đạt số điểm 21 trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Giải bóng rổ 3x3 cổ đô được tổ chức với mong muốn là lan tỏa môn bóng rổ tới với nhiều người dân xứ Huế. Bởi vậy là mình đem sự kiện này ra ở Bia Quốc Học và cũng là đối diện trường Quốc Học nữa. Thì đây là một địa điểm lịch sử cũng rất là ý nghĩa với Huế, nơi có sự tập trung của nhiều khách du lịch, nhiều người dân xứ Huế cũng như nhiều em nhỏ, để một phần muốn lan tỏa về sự tích cực, cái văn hóa của môn bóng rổ tới khắp tất cả mọi người. Trong chiến thuật bóng rổ 3 người, PF, PG, SF, mỗi vị trí sẽ có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính của PF là kiếm được rebound. Bên cạnh đó, PF cũng cần chú ý đến những quả úp rổ ghi điểm. SF sẽ tạo nên mũi tấn công chính trong đội hình. Và PG có khả năng xử lý các pha bóng khoảng cách xa, hỗ trợ đồng đội trong các đợt tấn công. Theo mình thấy thì vai trò nào trên sân cũng rất quan trọng. Vì thế loại này chỉ thi đấu 3 người, chỉ cần hiểu nhau, biết quan sát và quyết đoán trong từng pha bóng thì mọi thứ sẽ dễ dàng. Và mình nghĩ chiều cao cũng là một lợi thế lớn trong bộ môn bóng rổ này đấy. Đặc trưng của bóng rổ 3x3 là sự ngẫu nhiên, dễ phối hợp, bắt nhịp, có tính cách phóng khoáng, tự do bởi không phải tuân thủ quá nhiều luật thi đấu như bóng rổ 5x5. Cầu thủ chơi theo phong cách đường phố, chính vì vậy bộ môn này ngày càng được giới trẻ ưa chuộng và phổ biến. Đây là lần đầu tiên mà mình tham gia giải đấu bóng rổ 3x3 ở thuộc festival. Thì ở sân chơi 3x3 này thì mình cảm thấy là điểm nhấn lớn nhất là những tình huống ném xa, là mang lại nhiều điểm số và là đem ra được cái khoảng cách biệt rõ rệt giữa các đội với nhau. Giải bóng rổ 3x3 cổ đô Huế, Huế Sport Festival 2024, ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe và lan tỏa phong trào tập luyện và thi đấu bóng rổ, đây còn là cơ hội để người trẻ góp phần quảng bá hình ảnh năng động, hiện đại, cống hiến cộng đồng vì một cổ đô Huế ngày càng tươi đẹp. Go like